Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 11. Thiết thực Ngày hội công nhân năm 2023 tại tỉnh Bình Dương. Bến Cát đang thực hiện đề án thành lập thành phố, phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị loại 2, trực thuộc tỉnh Bình Dương. Doanh nghiệp vì người lao động vì doanh nghiệp, góp phần mang lại nhiều giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp. Quân đội Israel đang ở giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công trên bộ, hoạt động cả ở phía đông dải Gaza. Nằm trong khuôn khổ hoạt động vòng chung kết giải bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 được tổ chức tại Bình Dương, tối qua tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Bình Dương đã diễn ra chương trình Ngày hội công nhân năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. Về phía lãnh đạo tỉnh, tham dự có các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Ngày hội công nhân là một hoạt động trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá công dân toàn quốc năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm thiết thực chào mừng Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ năm 2023-2028. Qua đó góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, cổ vũ động viên mọi người thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Tại chương trình, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao 20 phần quà hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 20 suất học bổng cho học sinh con em đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi từ Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng và Quỹ Hỗ trợ Công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương. Chương trình này rất thiết thực và rất thực tế cho anh chị em công nhân đã dành những cái suất quà thật là ý nghĩa cho các anh em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bệnh hiểm nghèo, như là được tiếp thêm một cái sức mạnh tinh thần rất là lớn để các anh chị tiếp tục gắn bó với công ty. Em này bị bệnh tim bẩm sinh rồi em có bị được phỏng vấn thay van tim, qua cái công đoàn hỗ trợ nên em thấy là mình có động lực cố gắng sống lạc quan hơn để vượt qua bệnh tật của mình. Theo ban tổ chức, Ngày hội công nhân năm 2023 được tổ chức với quy mô hơn 70 gian hàng của các doanh nghiệp tại địa phương tham gia bán hàng ưu đãi, giảm giá từ 10 đến 15% các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo chất lượng nhằm phục vụ cho công nhân, người lao động đến tham quan mua sắm. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng tặng 2.000 voucher và 8.000 phiếu cho người lao động mua hàng miễn phí tại ngày hội. Trước đó, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm động viên gia đình đoàn viên công đoàn công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Lương Thị Bẹ và bà Đoàn Thị Mai ở phường Phú Mỹ. Đây là hai trường hợp công nhân bị bệnh hiểm nghèo, hiện đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinan Hunchen thuộc địa bàn thành phố Thuận An. Ông Ngọ Duy Hiểu và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn người lao động đang gặp phải, đồng thời trao cho mỗi công nhân 10 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ Công nhân Lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động khẳng định, tổ chức công đoàn luôn quan tâm, đồng hành cùng đoàn viên người lao động gặp khó khăn, đặc biệt là các trường hợp không may bị bệnh hiểm nghèo, để mọi người có thêm niềm tin, động lực vượt qua khó khăn, bệnh tật. Sáng nay, vòng chung kết giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 đã bế mạc và trao giải tại sân bóng đá Sora Garden Linh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Vòng chung kết có sự góp mặt của 8 đội: Công đoàn Hải Phòng, Công đoàn Nghệ An, Công đoàn Quảng Nam, Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công đoàn Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Kiên Giang và Công đoàn Bình Dương. Đây là 8 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua 55 đội bóng khác tại 8 vòng loại khu vực diễn ra trong cả nước. Sau 3 ngày diễn ra 16 trận đấu hấp dẫn và sôi nổi, kết quả đội bóng Công đoàn Hải Phòng giành giải nhất
Đội bóng Công đoàn Dầu khí Việt Nam đạt giải nhì. Đội bóng Công đoàn Thông tin và Truyền thông đạt giải ba. Giải tư thuộc về đội bóng Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn và giải phong cách thuộc về đội bóng Công đoàn Bình Dương. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao thêm các giải gồm cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, vua phá lưới. Trong đó, đội vô địch sẽ nhận thưởng 150 triệu đồng, đội hạng nhì nhận 100 triệu đồng và đội hạng ba nhận 60 triệu đồng, giải phong cách trị giá 40 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng của giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 lên tới 840 triệu đồng và nhiều hiện vật giá trị. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Uyên tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, tháng hành động được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 hàng năm, là đợt cao điểm để thành phố Tân Uyên truyền thông, huy động sự tham gia của người dân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, hướng tới các hoạt động thiết thực, xây dựng thành phố Tân Uyên giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Sau lễ phát động, thành phố đã tổ chức đoàn xe diễu hành, qua đó thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Trong những năm qua, thị xã Bến Cát đã có sự phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị và nổi lên là một trung tâm kinh tế năng động của tỉnh Bình Dương. Để khơi dậy tiềm năng của địa phương, tỉnh đã phê duyệt quy hoạch nâng cấp thị xã Bến Cát thành thành phố trực thuộc tỉnh. Từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới đến nay, diện mạo của xã An Điền đã khởi sắc toàn diện trên tất cả lĩnh vực, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Cùng với sự đầu tư cơ sở hạ tầng, An Điền còn chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng phát triển đa dạng các ngành nghề thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Đến nay, toàn xã có 114 công ty trong và ngoài nước hoạt động, giải quyết việc làm cho 6.000 lao động. Về điện thì nói chung là người dân đã đảm bảo là sử dụng điện 100%. Còn về trường thì hiện nay thì cũng đã có được những đầu tư những cái trường mà đạt chuẩn quốc gia cấp 1, 2, 3. Người dân được thụ hưởng là về cái văn hóa, về cái đời sống, là việc thứ nhất là đi lại, rồi có những nơi sinh hoạt công cộng. Đảm bảo cho người dân có nơi tập thể dục buổi sáng cho người dân. Rà soát các cái tiêu chí thì về kết cấu hạ tầng kỹ thuật thì hiện nay thì về hạ tầng giao thông thì 100% các cái tuyến đường trên địa bàn của xã thì được đầu tư là cứng quá, thì trong đó là trên 50% tuyến đường thì là được đầu tư là cơ bản là hoàn chỉnh. Tỷ lệ người dân mà sử dụng nước sạch thì hiện nay thì tỷ lệ người hộ dân sử dụng nước sạch thì đạt được 100% cái hộ đã sử dụng nước sạch. Thì qua cái rà soát về các cái tiêu chí hạ tầng kỹ thuật thì hiện nay thì An Điền đã đạt được là 11 trên 12 tiêu chí theo cái nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thị xã Bến Cát có diện tích tự nhiên gần 24.000 ha, dân số hơn 350.000 người. Trên địa bàn thị xã có 8 khu công nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 180.000 lao động. Định hướng đến năm 2030, thị xã Bến Cát là đô thị công nghiệp dịch vụ, quy hoạch phát triển theo hai hướng chính: phát triển hành lang thương mại dịch vụ dọc quốc lộ 13 theo hướng Bắc Nam và dọc theo đường vành đai 4, tuyến vận tải theo hướng Đông Tây. Tiến lên cái đô thị Bến Cát, trong thời gian qua, thị xã đã tập trung rà soát đầu tư theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung một số cái công trình trọng điểm để tạo cái diện mạo mới cho đô thị Bến Cát. Trong đó có thể kể đến là như là đường 30 tháng 4, đường cầu Đò 2, công trình khai thông uốn nắn dòng chảy, cái rạch cầu Quan. Các công trình này đã thực hiện cái hoàn thành. Qua đánh giá các tiêu chí dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, thị xã đã hội đủ tiêu chuẩn nâng lên thành phố. Theo kế hoạch, đến năm 2025, thị xã Bến Cát sẽ lên thành phố và là thành phố thứ 5 trực thuộc tỉnh Bình Dương.
nhiệt huyết, sáng tạo, năng động, vì nhân dân phục vụ. Đó là những ấn tượng của chúng tôi khi tiếp xúc và làm việc với Trung tá Trần Thị Mỹ Thủy, trưởng Công an phường Phú Tân, Công an thành phố Thủ Dầu Một. Hơn 27 năm công tác trong lực lượng công an, ở bất kỳ cương vị công tác nào, chị vẫn luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Địa bàn phường Phú Tân được xác định là địa bàn giáp ranh, thu hút nhiều công ty và hàng ngàn người dân tới làm ăn sinh sống. Đi cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, đây cũng là yếu tố tiềm ẩn các nguy cơ về tội phạm và vi phạm pháp luật. Do đó, năm 2020, từ khi mới về nhận nhiệm vụ trưởng công an, Trung tá Trần Thị Mỹ Thủy đã đi từng ngõ gõ từng nhà để nắm tình hình và vận động người dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua các lần đi thực tế ở cơ sở, cũng là dịp để lực lượng công an phường nắm bắt tình hình trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, không để phát sinh, hình thành điểm nóng hay bức xúc trong nhân dân. Thì đối với đồng chí Trần Thị Mỹ Thủy, trưởng công an phường Phú Tân thì rất là tốt trong cái công tác mà gần dân, giúp đỡ dân. Thí dụ như về cái an ninh trật tự trên địa bàn khu phố có gì xảy ra là coi như là kịp thời để giải quyết là mọi công việc cái vấn đề đó. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác và phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ chiến sĩ, Trung tá Trần Thị Mỹ Thủy đã đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong một số hoạt động công tác, như thành lập các nhóm Zalo với sự tham gia của cảnh sát khu vực và người dân trên địa bàn khu phố. Qua đó nắm bắt nhanh tình hình ở cơ sở, tuyên truyền phương thức thủ đoạn của tội phạm, quy định pháp luật. Công an phường đã chú ý những cái khu vực được phản ánh thông tin, từ đó là có những cái biện pháp như tổ chức tuần tra để rồi điều tra nghiệp vụ, thì để khoanh vùng lại những cái đối tượng mà mình cần chú ý, từ đó là có cái biện pháp phòng ngừa là hiệu quả hơn. Trong từng nhiệm vụ cụ thể, bông hồng thép Trần Thị Mỹ Thủy luôn cùng với tập thể ban chỉ huy công an phường nghiên cứu đổi mới cách làm việc, tận tụy vì nhân dân phục vụ. Từ công tác tiếp dân, đi nắm tình hình cơ sở đến phá án, chị luôn hết lòng vì công việc, bản lĩnh, nhân văn. Quá trình công tác, Trung tá Trần Thị Mỹ Thủy đã có bề dày thành tích với nhiều chuyên án, như bắt giữ nhóm người nước ngoài, lừa đảo, phá nhanh nhiều vụ giết người trên địa bàn do mình đảm trách. Bản thân chị đã 8 năm liền, từ năm 2015 đến năm 2021, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều lần được Bộ Công an, Thủ tướng tặng bằng khen thành tích trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Cùng với cái lực lượng công an phường cũng như là các cái lực lượng hỗ trợ cho công an phường thì người dân đóng vai trò rất là quan trọng, xác định rõ là trách nhiệm của mỗi người dân trở thành mỗi tuyên truyền viên cũng như là mỗi chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Từ đó là tạo nên cái phong trào lớn mạnh, mọi người dân đều hiểu và tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn phường. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, Trung tá Trần Thị Mỹ Thủy cùng lực lượng công an phường Phú Tân luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, điện thoại, các thiết bị thông minh đã làm cho người ta dần mất đi thói quen đọc sách. Chính vì vậy, để khơi dậy niềm đam mê đọc sách của các em học sinh, Trường Trung học Cơ sở Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, Bình Dương đã xây dựng mô hình thư viện mở, gần gũi để giúp các em học sinh hình thành văn hóa đọc và lĩnh hội tri thức từ sách. Cứ mỗi khi ra chơi, các em học sinh Trường Trung học Cơ sở Tân Phước Khánh lại có mặt tại thư viện của trường. Thư viện được thiết kế thoáng đãng, thoải mái. Đối với các em, nơi đây là một kho kiến thức để khám phá. Sách lịch sử, sách khoa học, sách dạy làm người, quyển nào cũng đầy thú vị. Mỗi bạn chọn một chỗ ngồi thoải mái để nghiền ngẫm những điều thú vị từ sách mang lại. Môi trường trong đây nó rất là thoáng mát và rộng rãi, đẹp. Nên con muốn đọc sách ở đây hơn là đọc sách điện tử. Sách điện tử nó rất là có hại cho mắt.
Với lại nếu mà mình tiếp xúc với điện thoại nhiều thì mắt nó sẽ gây ra bị cận. Khi mà con đọc sách ở thư viện thì con sẽ biết thêm được nhiều kiến thức và con có thể trả lời những câu hỏi của giáo viên bộ môn một cách rất là mượt mà luôn. Và con cũng biết thêm được nhiều thứ mà có thể áp dụng vào cuộc sống sau này. Và sách của con đọc thì nó cũng có tính ứng dụng rất là cao và có thể áp dụng được trong rất nhiều trường hợp và tình huống. Để thu hút học sinh đến với thư viện, trường Trung học cơ sở Tân Phước Khánh đã thiết kế mô hình thư viện với nhiều không gian đọc sách phía ngoài hành lang. Điều này tạo sự thoải mái và gần gũi hơn với lứa tuổi các em. Bên cạnh đó, thư viện chính của trường cũng được bố trí gần 3.000 đầu sách các loại. Chính điều này đã kích thích sự ham muốn đọc sách và nghiên cứu những điều hay lẽ phải từ sách. Các em đến thư viện đọc sách thì ngoài việc đọc sách ra thì các em còn trao đổi với nhau về cái chuyện, cái việc học của các em nữa. Và chính vì thế thì cái hứng thú đọc sách đến thư viện của các em được tăng rất là cao. Với sự quan tâm đầu tư cho thư viện, năm học 2022-2023, Thư viện trường Trung học cơ sở Tân Phước Khánh đã được công nhận là thư viện tiên tiến. Phong trào đọc sách đã trở thành hoạt động không thể thiếu tại trường. Các em học sinh cũng mang sách của mình vào cùng giới thiệu, chia sẻ với bạn bè. Được sự quan tâm của lãnh đạo phòng giáo dục, thì phòng giáo dục cũng đã có hỗ trợ rất là nhiều cho về việc mà thêm bổ sung sách cho nhà trường. Thì bên cạnh đó thì đầu năm thì nhà trường cũng xem lại nhu cầu cũng như là xem lại trong thư viện mình còn thiếu hoặc là chưa có đầu sách nào thì nhà trường sẽ bổ sung đầu sách đó. Có thể nói, việc xây dựng thói quen đọc sách từ nhỏ như trường Trung học cơ sở Tân Phước Khánh đang thực hiện là một cách làm hay để các em tăng khả năng giao tiếp, rèn luyện năng lực sáng tạo và hoàn thiện tâm hồn, nhân cách con người. Hôm nay, tờ The Times of Israel cho biết, trong một cuộc họp báo mới diễn ra, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định quân đội nước này đang ở giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công trên bộ, hoạt động cả ở phía đông, dải Gaza. Trong những ngày qua, chúng ta đã chuyển sang giai đoạn thứ hai của cuộc đổ bộ. Lực lượng phòng vệ vẫn đang ở phía Tây, nhưng cũng đang chuyển động dần sang hướng Đông. Hamas đã mất sở chỉ huy, đường hầm và nơi trú ẩn. Trong khi giới chỉ huy thì bị thương, còn hàng ngàn chiến binh đã bị tiêu diệt. Chúng ta không ngần ngại thực hiện bất cứ hành động nào. Sự hiện diện của Hamas đang ngày càng giảm đi. Những người ở phía nam dải Gaza sẽ sớm cảm nhận được điều này. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ truy quét tất cả những thành viên của Hamas, kể cả những người đang hoạt động bên ngoài dải Gaza. Trong diễn biến liên quan, ngày 18 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ phản đối việc cưỡng bức di dời người Palestine tại dải Gaza. Theo hãng tin AFP, Chủ tịch von der Leyen đề cao vai trò quan trọng của Ai Cập trong việc cung cấp và tạo điều kiện viện trợ nhân đạo cho những người Palestine dễ bị tổn thương. Trước đó cùng ngày, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Joseph Borrell cho rằng chỉ có chính quyền Palestine mới có khả năng quản lý dải Gaza sau chiến tranh. Nhà ngoại giao EU nhấn mạnh Hamas sẽ không còn khả năng quản lý vùng lãnh thổ này trong tương lai nữa. Chuyển sang thông tin khác, văn phòng Tổng thống Ukraine vừa xác nhận nước này và Đức đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên về đảm bảo an ninh song phương. Ông Ihor Yovka, phó chánh văn phòng Tổng thống, dẫn đầu đoàn đàm phán Ukraine. Đức là nhà cung cấp viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo chính cho Ukraine. Đó là lý do tại sao việc bắt đầu đàm phán an ninh song phương với Đức lại có ý nghĩa quan trọng như vậy. Thông báo của văn phòng Tổng thống Ukraine cũng xác nhận Đức cùng 5 quốc gia thành viên khác trong nhóm G7 đàm phán về vấn đề bảo đảm an ninh với Ukraine. Trên thế giới, trung bình cứ 24 giây lại có một người tử vong vì tai nạn giao thông đường bộ. Mỗi năm, tai nạn giao thông đường bộ cướp đi sinh mạng của khoảng 1,35 triệu người trên thế giới. Trong số đó, ước tính có khoảng 273.000 ca tử vong được cho là có liên quan đến tài xế say rượu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng đồ uống có cồn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông đường bộ. Theo WHO, ngoài những người thiệt mạng, tai nạn giao thông còn khiến từ 20 đến 50 triệu người bị thương trên khắp thế giới. Liên Hợp Quốc cho rằng tai nạn giao thông là sát thủ hàng đầu đối với trẻ em và thanh niên từ 5 đến 29 tuổi.
WHO ước tính tai nạn giao thông đường bộ khiến hầu hết các quốc gia thiệt hại khoảng 3% tổng sản phẩm quốc nội mỗi năm. Giới chuyên gia cho rằng, nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ có thể phòng ngừa được như đi quá tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng đồ uống có cồn, ma túy, không tập trung khi đang điều khiển phương tiện, sử dụng điện thoại, phương tiện không đạt tiêu chuẩn và không tuân thủ luật giao thông. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh, còn được gọi là OPEC cộng, dự kiến sẽ xem xét liệu có tiếp tục cắt giảm hơn nữa nguồn cung dầu khi nhóm họp vào cuối tháng này hay không, sau khi chứng kiến giá dầu giảm gần 20%. Một nguồn tin của OPEC cộng cho biết các biện pháp hạn chế nguồn cung hiện tại có thể là không đủ và tổ chức này sẽ phân tích xem liệu có thể thực hiện thêm các biện pháp bổ sung khi diễn ra cuộc họp chính sách sắp tới hay không. Việc cắt giảm sản lượng sâu hơn có thể được các thành viên OPEC cộng thảo luận. Theo kế hoạch, các bộ trưởng của OPEC cộng sẽ nhóm họp vào ngày 26 tháng 11. Một loạt thương hiệu nổi tiếng dừng quảng cáo trên mạng xã hội X đã giáng một đòn nặng nề vào danh tiếng công ty truyền thông xã hội của tỷ phú Elon Musk. Trong số đó có những công ty truyền thông lớn nhất thế giới như Disney, Paramount, NBC Universal và Warner Bros. Discovery. Tập đoàn Apple cũng đã rời bỏ nền tảng từng được gọi là Twitter này. Tốc độ và quy mô rút tiền quảng cáo nhanh chóng mặt khỏi X diễn ra trong bối cảnh làn sóng phản ứng dữ dội đối với ông Musk ngày càng gia tăng, vì ông đã lên tiếng tán thành những tư tưởng cực đoan. Tình trạng đó đã đặt ra mối nghi ngờ mới về tương lai của X. Phát huy năng lực của người lao động sẽ tạo tiền đề để thúc đẩy sản xuất phát triển. Nhận thức rõ điều này, cùng với những chính sách chăm lo thiết thực, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương luôn cố gắng tạo điều kiện cho người lao động được làm việc trong một môi trường tốt nhất. Ở đó, quan hệ chủ thợ được tạo dựng trên cơ sở gắn kết, sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm vì mục tiêu chung. Đây cũng được xem là sức mạnh nội sinh để doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn khó khăn, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Là một trong những điểm sáng trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo ở Bình Dương thời gian qua. Năm 2011, doanh nghiệp này có 500 sáng kiến của người lao động với giá trị làm lợi hơn 4,5 tỷ đồng. Tiếp đó, năm 2022, đơn vị có 700 sáng kiến với giá trị làm lợi 9,2 tỷ đồng. Năm 2023 này, ước tính có hơn 500 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp khoảng 11 tỷ đồng. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Trong giai đoạn 1, có hơn 50 sáng kiến lao động công ty được cập nhật lên hệ thống phần mềm trực tuyến Công đoàn Việt Nam, mang lại giá trị làm lợi trên 2 tỷ đồng. Đây là thành quả của sự nỗ lực lao động sáng tạo không ngừng của tập thể doanh nghiệp, của từng cá nhân người lao động. Đối với công việc thì chắc chắn là tôi phải hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mà trong chuyên môn công ty cho phép rồi. Ngoài ra thì nếu như mà trong quá trình làm mình có thể cải tiến được bất cứ một cái điểm gì đó, cho dù là mang lợi ích nhỏ thôi, thì cũng sẽ thật sự là cố gắng. Tất cả cán bộ anh chị em, công nhân viên thì luôn luôn là cố gắng hết sức mình để cống hiến cho công ty những cái gì được gọi là tốt nhất. Mục tiêu cuối cùng là giúp cho công ty ngày càng phát triển hơn. Hiệu quả từ phong trào thi đua không tự nhiên có được, mà đó là cả một quá trình, từ chủ trương lấy giá trị văn hóa gia đình làm nền tảng xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã tạo ra giá trị nhân văn cốt lõi, doanh nghiệp vì người lao động, người lao động vì doanh nghiệp. Mỗi người đặt lợi ích tập thể lên trên hết, trên cơ sở ý tưởng, sáng kiến cá nhân được đóng góp, hoàn thiện từ trí tuệ tập thể đã đóng góp mang lại nhiều giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp. Đầu tiên là làm cho người lao động được làm việc, yêu thích công việc, hiểu rõ công việc để làm việc tốt. Thì trước hết thì công ty và ban chấp hành công đoàn tạo điều kiện cho người lao động hiểu được cái mục tiêu và cái giá trị cũng như cái hiệu quả mà mang được, thì sẽ nhận được cái phúc lợi khi mà họ làm việc tốt. Thì khi mà tuyên truyền cái việc đó cho người lao động hiểu được là nếu như người lao động và người và doanh nghiệp cùng phối hợp với nhau mà làm ra được cái giá trị lợi nhuận năng suất chất lượng, thì sẽ đem cái giá trị lợi nhuận đó thưởng lại cho những người lao động. Hiểu được cái nguyên tắc đó
thì người lao động phát động thi đua, người lao động rất là tham gia tích cực. Khi mà cái sáng kiến của họ được ghi nhận, được khen thưởng, thì cái niềm vui mà được ghi nhận đó là người ta rất là vui. Và người ta coi như đây là cái công việc nhà của mình. Tôi làm vì cái trách nhiệm của mình. Và để đóng góp cho công ty, nhưng tôi cũng cảm thấy rất là tự hào vì tôi đã góp phần nhỏ bé mang lại cái giá trị, những cái lợi ích cho công ty. Việc mà mình có những cái sáng kiến á, để mà mang lợi ích cho công ty á, thì không, nó không phải nằm ở cái chuyện là tôi được công ty khen thưởng, mà tôi cảm thấy là mình đóng góp cho công ty như thế thì công ty sẽ là lớn mạnh hơn. Thì công ty lớn mạnh hơn thì đương nhiên là cái lợi ích của chính bản thân tôi và các đồng nghiệp của tôi cũng sẽ được đảm bảo và có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong bối cảnh hầu hết doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, điều vui mừng là phần lớn các doanh nghiệp vẫn tìm mọi cách để duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống người lao động. Nhiều doanh nghiệp tạm gác lại mục tiêu lợi nhuận để dành nguồn lực cho phúc lợi, chăm lo cho người lao động. Mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp như vậy vì mục tiêu chung hướng đến sự phát triển ổn định và bền vững. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.